Chào bác nhé, hôm nay em lên một cái số mặt hàng lan rừng của Lai Châu gửi tới các bác yêu lan trên toàn quốc. Thì đây là một cái giỏ phi đực vàng. Những cái thân như này là đang rụng lá để cho nụ nhé các bác nhé, chờ hoa này. Cái này thường thường hoa nó nở từ cuối tháng 7, nó cuối tháng 7 đến khoảng giữa tháng 8 có cây nó nở muộn cuối tháng 8 nhé các bác nhé. Đây là một mã phi đực vàng C6 300.000 các bác nhé. 1 thân 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thân. 10 thân. Có giá 300.000, C6 300.000 nhé các bác nhé. Tiếp theo, em sang mã C36. Có giá 180.000, một cái giò phi đẹp vàng như này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ui, nhiều lắm các bạn, dưới nó còn rất nhiều cây con này. 180.000 thôi. Cái này thì em đã trồng trên bảng giớn thì các bác yên tâm nhé, cái giớn này thì còn lâu mới mục nhá. Các bác cứ treo này nó khoảng tầm 5 7 năm nó vẫn như thế này thôi, không bao giờ mục được. Đấy, càng ngày nó càng phát triển lên, mà cái giớn này thì nó hợp với rất nhiều loại lan. Đấy. Tiếp theo em lên cái mã phi điệp tím của Lai Châu. Cái này là B10 nhá, B10 100.000 phi điệp tím này. 1 thân 2 thân này. Đây cái thân thân này nó vừa có hoa nó tàn này. Nó vừa tàn này, nó lên được phi. 100.000 nhá. B10 100.000. Cũng phi điệp tím tiếp. Mã này là mã gì đây? Mã C28 nha các bác nhá, cũng 100.000. C28 100.000. Đấy, 1 thân 2 3 thân này. Đây, thân này, những thân này không biết là năm nay nó có hoa không. Nói chung là các bác về làm giống thôi, giá thì bây giờ nó cũng tương đối rẻ rồi. Mà phi điệp tím thì hoa cực kỳ thơm. Đấy. Phi điệp tím thì hoa thì các bác cứ lở ra các bác biết đây. Thì một cái mã nữa đây. Mã này là mã C57, cũng cái này 120.000 nha các bác nhé. Đây đang nụ đây. 1 mầm gốc, 2 3 4 5 mầm gốc. 120.000. Hàng này hàng thân thủ của Lai Châu nhé các bác nhé. Đây này, thân mẹ nó này. Cực kỳ to đấy. Con nó còn hút chất dinh dưỡng, nó còn top như trước là cực kỳ to. Còn cái này thì em nuôi nó chưa đạt thôi. Năm tờ về các bác thay chậu to và cho phân vào thì nó sẽ đạt. Hàng thân lù rất ngắn nhé các bác nhé. Tiếp theo, em vào một cái chậu phi điệp vàng. Cái này gọi là cái không số nha các bác nhé. Đấy, hàng này bé tí, nó đã rụt rịt rồi này. Cái này không số nhá, cũng 120.000 nhá. Không số 120.000 phi đẹp tím của Lai Châu. Tiếp theo em vào cái giò long tu xuân. Long tu xuân rất nhiều mầm đây các bác nhìn này. Mầm rất nhiều. Mã C22 200.000 long tu xuân. Mã này là long tu đá nhá, long tu đá tím của Sìn Hồ nhá. Những cái này mà trên em thì thường thường nó nở vào tháng 3 tháng 4, nhưng mà về vùng khí hậu nóng ấy thì nó còn thể là nở sau Tết một chút. C68 160.000 cho cái bảng long tu đá tím của vùng Sìn Hồ Lai Châu nhá các bác nhé. Vùng Sìn Hồ Lai Châu em đã thuần được 2 năm rồi, các bác yên tâm. Dễ thì đã thuần rồi. Tiếp theo một cái bảng long tu đá tím tiếp. B1 180.000. Đây các bác nhìn mầm rất nhiều. Đấy, dễ thì bác yên tâm rồi. 180.000. Tiếp theo em vào cái mã kiều tím. C98 có giá là 300.000. Kiều tím nha các bác nhá. Dễ đây. Đã thuần bám chi chít rồi. Về các bác có thể là cứ để nguyên lại cũng được. Em đã cho phân đây rồi. Hoặc là về các bác mà có cái chậu ấy, các bác thả cắt cái móc này đi, các bác thả như này vào trong một cái chậu là nó tương đối đẹp, cho thêm giá thể vào, vỏ thông hay là dớn bụi hay là các thứ vào là nó lên rất tốt. Tiếp theo em có mấy cái mã chồn rời đây các bác. Mã chồn rời đây, hôm nay còn có mấy mã thôi. Mã này là mã E11 nha các bác nhá. E11 này có một cây này.
2, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này, 9, 10, 11 này, 12 này, 13, 14, 18 cây, 15, 16, 17, 18 cây. Mã E11 170.000, 18 cây chồn. Tiếp theo E12 cũng 170.000, một cây này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 cây. 20 cây 170.000. Những cái này về các bác ghép được giò to đấy. Dòng này dòng hàng giống nhưng mà nó đã cũng có hoa nhá. Tiếp theo mã E8 cũng 170.000, một cây, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 cây. 15 cây đây, 15 cây nha các bác nhé. Cũng 170.000 E8. Tiếp theo em có mấy cái mã ý ngọc bóc rừng đây. Một đống như thế này. Cái này là C51 190.000. Rất nhiều các bác nhé. Rất nhiều rồi. Rất nhiều về các bác làm được khoảng 2-3 giò to này. Cái này đây cả nguyên bản đây này. Đấy, cái này thì em cũng không đếm đâu. Nhưng mà nó cứ một đống như này. Đấy. 150.000 một bó to như này nhá các bác nhá. Về những cái cây bóc rừng như này về các bác là lưu ý là khi gửi hàng cho các bác là nó sẽ xuống lá nhá, lá nó có hơi có hiện tượng héo héo nhá. Thì các bác sẽ ngâm cho em cái Antolix hoặc là ngâm cái B1 ở khoảng 15 20 phút để cho nó hồi lá, xong là các bác ghép sau nhá. Đây, mã C50 cũng là 150.000, rất nhiều đây nha các bác nhé. Đây, ý ngọc nhé. Và ý ngọc này khéo còn lẫn cả hoàng thảo kèm nhé các bác ạ. Vì cái này bây giờ mùa này nó khó phân biệt lắm. Mùa này nó khó phân biệt kèm với cả ý ngọc. Thường thường một em phân biệt nó vào cái tầm mùa mầm non, mầm gốc với cả mùa hoa. Đấy, bây giờ nói chung là ngày xưa em mua ý ngọc, một bó ý ngọc này về lẫn khoảng 20 cây kèm. Mã này mã bao nhiêu đây? Mã C50 150.000. Kèm thì bây giờ thì nói chung các bác là nó cũng ít rồi, cho nên là mùa này thì bóc kèm với ý ngọc gần như nó như nhau. Mã C52 cũng 150.000 nhé các bác nhé. Đây. Rẻ rất to này. Đấy, đây, cũng 150.000 nhé. Đấy, cái này cây nó to hơn. Đấy. Ý ngọc cứ 150.000 một đơn. Tiếp theo em vào cái đùi gà. Đùi gà C15 giá 260.000 nha các bác nhé. Đây, một chậu như này. Đấy, thân thủ thì rất mập, 260.000 cho cái đơn đùi gà này nhá. Đấy, những cái này về thì các bác có thể dựng nó lên như này. Đây, cái đống kia này các bác cắt ra cũng được, ghép vào cái chậu khác cho nó thành hai chậu đi. 260.000 C15. Tiếp theo một cái chậu đùi gà nữa này các bác này, nhìn thân thủ đẹp không, thân mập uồn. C31 250.000. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, cả một chậu như này, thân thủ đẹp long lanh này, vàng ống. Cây em tròn nắng vàng ống 250.000 C31. C30 cũng 250.000. Chậu này đây các bạn nhìn sướng chưa, một chậu vẫn đang đi ngọn đây. 250.000 đùi gà nhìn quá sướng này, về các bác dựng lên như này cho em, thay cái chậu to đi, đến mùa hoa thì nó rực rỡ luôn. 250.000 C30. Tiếp theo em vào cái đơn kiều C23 sơn tiên hồng đen. Sơn thủy tiên hồng đen nha các bác nhá. Sơn thủy tiên hồng đen.
C23 1,2 triệu. Họng đen này, đây là mầm nó đang lên này, một cái này, hai cái nó đang lên này, ba cái này nó đang đi rất mạnh này, đây cái nữa này các bác này, bốn cái này. Đấy. Họng đen sơn thủy tiên họng đen. C23 1,2 triệu. Đây. Cái chồn nhá các bác nhá, chồn thuần này, hàng thuần này, 1 2 3 4 5 6 7 cây. 7 cây. Mã số 99 220.000. Chồn 99 nhá các bác nhá, 220.000. Tiếp theo. Chồn 49 C49 200.000. 1 2 3 4 5 6 cây, 200.000. 6 cây trồng trong một cái chậu như này. Tiếp theo, một cái tác phẩm kiều tím. Đây các bác này. Đấy các bác nhìn rõ nó tím chưa? Hoa nó tím chưa? Đấy, kiều tím nhá. Kiều thì mùa này nó tàn hoa nhưng tự nhiên nó sót ra được bông hoa, với cả nó đang có mấy cái nụ này các bác này. Này, em thấy có thêm cái nụ nữa này. Đấy, bầu nụ này. Đấy, rễ này thì các bác yên tâm rồi. Đã thuần rồi. Chậu những cái giò như này về các bác chỉ được treo lên thôi, cái gỗ này của Lai Châu còn lâu nó mới hỏng được. Gỗ này là cái cây kèn hoàng thảo kèn hay mọc B76 có giá 400.000 các bác nhá. B76 400.000. Tiếp theo, em sang cái mã đây. Tam bảo sắc một chậu như này. B51 200.000. B51 một chậu tam màu sắc này, 200.000. Hàng giống nha các bác nhé. Cái này phải nói với các bác rõ là hàng giống này, nó rất nhiều thân này, 200.000. Tiếp theo là một cái kiều nguyên bản nha các bác nhá, kiều vàng nhá. Nguyên bản của rừng Lai Châu đây, nó có 3 khúc như này, 200.000 nhá. Và khúc này C40 200.000. Kiều dẹp. Đấy, kiều dẹp. Mã này là mã 99. Kiều dẹp 350.000 đây các bác này, mầm gốc nó đang ra này, nó ra nó cũng dẹp bé tí như này. Đây nó cứ dẹp mỏng dính này, một cái mầm gốc 2-3 cái đang ra này. Đấy. 350.000 cho cái mã kiều dẹp này. Tiếp theo là em vào cái kiều này, kiều tím nha. Cái này kiều tím. Kiều tím nha các bác nhá. Mã 30 350.000. 350.000 đây các bác, đây rễ đây nó đã ra này. Bám đây mầm gốc nó còn đang ra nữa đây. Cái mầm gốc đây đang ra. Trên em bây giờ đang 7 giờ tối rồi các bác ạ. Trời nó vẫn còn sáng. Bây giờ là đang 7 giờ tối. Tiếp theo em vào một cái rổ tam bảo sắc này. Trồng đã trồng thuần này, một rổ này, to bự này, hàng này hàng giống nhá. Đấy, phải nói với các bác là hàng giống này, một rổ luôn này. Một chậu này trồng thuần này. Nó khoảng trên khoảng 20 thân đấy. 20 thân hơn 20 thân gì đấy. Đấy, một rổ nhá. C54 450.000 cho một cái rổ này, một cái rổ to như này. Về các bác chỉ được treo lên thôi. Dưới giá thẻ là dớn hết rồi, rễ nó đã bám hết vào dớn dưới này rồi. Đấy, cái này thì năm vừa rồi cũng đã có hoa nha các bác nhá. Rổ này năm vừa rồi có hoa thơm lắm. 450.000 cho cái rổ tam bảo sắc C54 này. Ở đây vào cái huyết nhung này đi, còn mấy cái đơn huyết nhung này bán nốt cho các bác đi. Đây, huyết nhung nha các bác nhá. Em còn ít cái huyết nhung này. C46 220.000 đây này, mặt hoa hoa này nó tàn rồi đây này. Huyết nhung nó đỏ như máu luôn này các bác này. Đấy, cái này nó tàn rồi thì không ấy, đây các bác nhìn này. Hoa tàn huyết nhung. Đấy, cây bé tí đậm hoa này. Một cây này. Hai này. 3 4 này. 5 6 này, cái này các bác phải chơi thân lá không, em nói thật các bác nó cũng đẹp.
7, 8 này, 9, 10, 11, 12 cây, 12 cây, 220.000 huyết nhung. Huyết nhung hàng chuẩn rừng Lai Châu đấy các bác nhá. Chuẩn rừng Lai Châu đấy, không phải hàng linh tinh đâu. Đây, mã huyết nhung tiếp theo. E15 180.000, một cây này. Hai này, cái này thì cây nó nhỏ hơn một chút, 3 này. 4 này. 5 này. 6 này, nhỏ nó có hoa nhé các bác nhé, không phải nhỏ nó không có hoa nhé. 7 8 9 10 11 12 13 cây 180.000 cho E15. Tiếp theo đây, em có một cái cục tam ở sắc nguyên bản, hàng xếp rụt này, bản lá cứng lá dày đây, 150.000 cho một cái cục này nhé, một thân này thôi. Đấy, là C31 150.000 cho một cái cục này. Đấy, năm vừa rồi cũng đã có hoa này các bác này. Bảng lá cứng lá dày là ngắn này, xếp cây các bác nhìn thấy cái chất lẫn cây của nó không bị lỗi một cái lá nào từ trên xuống dưới. Có cái này thì nó hơi gập tí thôi. Hơi gập tí. Đấy. 150.000. Tiếp theo em vào mấy cái mã sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên B98 200.000. Sơn thủy tiên của Lai Châu. Đấy, một chậu đây, mầm gốc đang ra các bác nhé. Đấy, mầm gốc nó đang ra rất nhiều, mùa này mùa mầm gốc. B98 200.000. Tiếp theo giò sơn thủy tiên B75 250.000, kiểu vuông. À kiểu vuông, em quên mất, nhìn như thân nó to, nhìn như sơn thủy tiên kiểu vuông. 250.000 cho giò kiểu vuông này nhé. Đấy, mầm gốc đây, nó đang ra đây. Tiếp theo đây, các bác, một siêu phẩm quế trắng tháng 8. Hàng xếp rụt dịp này. Xếp rụt dịp này, bản lá này các bác này, cái này mà không phải nó phép các bác, chứ các bác mà nuôi nó khoảng tầm nó cây nó khoảng tầm 30 cm mà cây nó tốt lên nhá. Cái này lá nó khoảng tầm 5 cm là cái chắc. Riêng cái dòng quế Hòa Bình này 3 cây. Đấy, 3 cây như này nhá các bác nhá. Đấy. C19 300.000, 3 cây quế Hòa Bình. Đấy, tiếp theo em vào một cái giò kiều siêu tím nhá. Kiều siêu tím. Cái này thì trồng trên một cái miếng dừa nhá. Trước trồng ở trong dừa xong là em trông nó không được đẹp, em cho ra em ghép vào cái lũa này. Đấy, ghép vào cái lũa này cho nó đẹp. Mã 60, mã 21 nhá, kiều siêu tím nhá các bác lấy báo là kiều siêu tím mã 61. 600.000. 600.000. Đấy. Trồng trong cái này thì nói thật các bác là nó không được đẹp, em cho ra gỗ này em ghép rồi. 600.000 cho kiều siêu tím nhá. Tiếp theo em sang cái chậu quế tím. Quế tím C40 350.000. Quế tím, quế này quế tháng 4 nhá các bác nhá. Quế tháng 4 nhá. Đây rễ nó đã, đầu rễ nó đã thò hết ra rồi đây. Cái này nó lại quái qua một cái là nó không cắm xuống giá thẻ, nó cứ thò ra đây. Một cây, 2, 3, 4, 5, 6 cây. À, nhạn tháng 4. 350.000 các bác nhé. 350.000 cho chậu nhạn tháng 4 này. Đây, tiếp theo em có một cái đơn chồn đây. Đơn chồn 73, 150.000. Mỗi cái đơn này. Mình lấy các bác 100.000 đây. 100.000 nhé. Nguyên bản. Bản là cứng là ngắn này. 100.000 cho cái này. Cái này chỉ cần nó nở hai bông hoa thôi là các bác cũng đã ok lắm rồi. Tiếp theo em có cái cái chậu hoàng phi hạc các bác nhá. Hoàng phi hạc. Cái đây là hoàng thảo xoắn đấy. À quên, hoàng thảo xoắn, nhìn nó cứ tối rồi nhìn nó
mã số 11 nha các bác nhá, quàng thảo xoắn 11 300.000. Đấy, một chậu như này. Nhìn như gà, như hoàng phi hạc luôn các bác, hoàng thảo xoắn này. 300.000. Tiếp theo em có giò cáo này các bác này. Em có giò cáo C18 350.000. 1 cây 2 3 1 2 3 4 5 6 cây. 350.000 cáo Lai Châu. Cáo Lai Châu thì nói thật với các bác là hoa của nó thì khác so với một số vùng miền khác. Thường thường là nó tím hơn. Đấy. Nó khác mỗi cái là tím hơn một chút thôi. 300.000, 350.000 cho C18. Tiếp theo em có một cái rổ long tu đá đây cho các bác nào mà sưu tầm cái này, em nói thật các bác đây. Nó phải 30-40 thân, 30-40 thân em sẽ còn ít ý. Về các bác làm một cái rổ như này các bác trồng năm tới hoa cái long tu đá này thì cực đẹp. 250.000 cho cái rổ long tu đá này nhá các bác nhá. Cái mã là mã 40 nhá, 40 250.000, long tu đá. Long tu đá tím nhá các bác nhá. Đấy. Long tu đá. Tối rồi. Khả năng tối rồi các bác ạ. Đấy, hơn 7 giờ rồi. Thôi còn đây đây, còn một cái giò này. Kiều vàng nhá các bác nhá. Đây, hoa đây vàng rực luôn nhá. Kiều vàng. Đây nó còn cái nụ này về để cho các bác được chơi nhá. Kiều mỡ gà. Đấy. Kiều vàng, kiều mỡ gà đấy các bạn. Đây này. Hoa của nó đây. Mã này mỡ gà đúng không? Mã C99 400.000. Kiều mỡ gà đúng không? Kiều mỡ gà đấy. Kiều mỡ gà nó vàng vàng như 400.000 thôi, có lẽ là à đây, còn lốp cái giò sơn thủy tiên này đang đẹp này. Sơn thủy tiên C39 cực kỳ đẹp. Mầm gốc đây các bác này, nó già này. Đấy, cây mầm năm này nó già này, các bác nhìn đây. Đấy. C39 400.000. Đơn hàng này đã kết thúc video nhà em ngày hôm nay, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại thì em đã kết nối Zalo rồi. Các bác liên hệ nếu mà cần gửi hình ảnh thì các bác cứ kết nối Zalo, anh em sẽ chụp hình gửi cho các bác. Em xin chào các bác.